Mẹ ơi, con nhớ nhà lắm. Không phải là con không muốn về nhà đâu, mà thực sự là con phải kiếm tiền. Vì cuộc sống này không cho phép con ngừng phấn đấu. Con chọn xa xứ, xa quê để đi làm. Chỉ mong cuộc sống sau này được tốt hơn. Nhưng mà ở một nơi đất khách quê người, nhìn người ta ăn bữa cơm gia đình sum họp, con chợt nhận ra là cũng đã lâu rồi con không được ăn bữa cơm gia đình. Con nhớ nhà, nhớ quê hương. Con mãi mê với công việc mà quên mất một điều là ba mẹ đang già đi. Mẹ tôi dặn tôi là mệt quá thì về nhà nhé con. Nhưng mà mẹ à, đường về nhà còn xa. Mẹ cha em thơ mãi tranh nghèo trong